Hello, chào tất cả mọi người, mình là Hannah Giang Anh đây. Và hôm nay thì bọn mình sẽ quay một video rất là đặc biệt. Mẹo để giúp triệt lông vùng kín. Hay còn gọi là tips hack for shaping bikini lines. Mình sẽ thử thách em mình triệt lông vùng kín lần đầu tiên. Mình có thâm niên trong lĩnh vực này rồi vì mình làm fitness mà. Thế nên là hay mặc đồ ngắn đồ hở ấy. Thế nên là mình cần phải triệt lông vùng kín đi để cho nó có thể tự tin khoe hàng. Mọi người sẽ rất là bị sốc vì cái chủ đề kinh hãi này. Yêu nó rất là nhiều thì nó mới chịu quay cái thử thách này cùng mình. Mình nghĩ là mình không nên ngại cái vấn đề này ấy, bởi vì là thật ra bây giờ là thế kỷ bao nhiêu ấy nhở? Thì 21 rồi. Thế kỷ 21 rồi, năm 2018 rồi, nên là mình cần phải tân tiến lên. Hầu như ai mà bây giờ chả phải triệt bikini đúng không? Còn nếu mà bạn chưa bao giờ triệt bikini thì bạn nên thử một lần, bởi vì bạn triệt xong bạn sẽ bị nghiện cái sự thoáng mát mà nó cho mình, cái sự mềm mại và mịn màng nó cho mình. Đây, hôm nay mình đã đi một vòng ở Guardian để nhặt được những cái đồ triệt. Thì có rất là nhiều phương pháp triệt khác nhau và mình sẽ giới thiệu cho mọi người và nói cái ưu điểm, nhược điểm của nó luôn. Kể đến đầu tiên đấy là triệt lông ở spa sử dụng ánh sáng laser hay cái của nợ gì đấy. Tóm lại là nó bôi một cái lớp gel lạnh vào chỗ đấy của mình, xong rồi nó cứ bắn, xong rồi nó hơi giật giật. Không biết cảm giác như nào. Nó rất hốn. Nhưng mà nó không đau một tí đâu cả. Nhưng mà Hannah rất là ghét cái cảm giác đấy. Nó rất là buồn. Nó rất buồn. Buồn đấy. Buồn kiểu buồn, buồn cười á. Buồn cười. Nó rất buồn. Chị đã từng triệt cả nách lẫn bikini rồi. Lúc triệt nách chị không thể nằm yên được. Lần nào cũng thấy chị cuốn cong người như con tôm. Cuốn cong người. Nhưng mà nói chung là triệt nó không hết. Nó chỉ mỏng đi thôi, xong rồi là lúc mà nó mỏng đi thì mình lại phải cạo đi hoặc là mình phải triệt tiếp không? Thì triệt tiếp thì nó lại bắt đầu rậm dần và quay trở lại như ban đầu. Không bao giờ triệt ở bệnh viện à? Không. Của nợ thế đấy. Cái cách đấy là cách dễ nhất, đơn giản, an toàn, hiện đại nhất. Nhưng mà mình ghét cách đấy bởi vì là nó như kiểu là nó không thể triệt hết được, nó rất là lừa đảo mình. Nào, cách thứ hai đấy là cách kiểu nông dân. Em hãy cầm lấy cái này. Đây, hôm nay bọn mình đã mua hai cái này. Đó, thì nó là... Đúng rồi. Cái gì? Razor, dao razor cạo. À, nó là dao cạo. Thì mình có sẽ có hai kiểu dao cạo, đều là cho phụ nữ hết. Cái kiểu này là dao cạo dành cho bikini. Thì nó sẽ nhỏ hơn dao cạo bình thường của đàn ông và nó sẽ có thêm một cái lớp, gọi là cái lớp gì nhở? Tóm lại là một cái lớp gì đấy để nó tạo cái độ mềm mượt khi cạo ấy, thì nó sẽ không bị ráp, không bị chảy máu. Nói chung dùng dao cạo thì nó không thích đâu. Nó rất là buồn cười. Nếu mà một khi đã cạo thì mình sẽ lựa chọn cái này nhiều hơn. Đây chính là cái dao cạo lông mày. Cạo bằng cái này nó dễ kiểu bạn sẽ kéo căng cái da ra. Xong rồi là bạn sẽ lấy tay bạn nó phải đúng chiều. Nếu mà ngược chiều thì sẽ gây ra kiểu bít tắc lỗ chân lông và bị viêm lỗ chân lông. Thế nên sẽ bị những cái mụn ở cái chỗ này, nó sẽ rất là đau và nó sẽ bị thâm nữa. Nói chung là phương pháp dao cạo này nó rất là nhanh và tiện. Nhưng mà thứ nhất là phải khéo này, và thứ hai là nó sẽ bị thâm và nó mọc lại rất là nhanh. Thế nên là mình không nên dùng dao cạo. Nếu mà bạn vội ấy, hoặc là đi xa, hoặc là đúng lúc mà bạn đang chuẩn bị đi chơi chẳng hạn, thì bạn phát hiện ra bạn chưa cạo lông thì các bạn có thể dùng dao cạo cho nhanh. Cái lưu ý là trước khi bạn cạo thì để cho cái lông của bạn mềm mượt và cái da của bạn nó không bị sót. Đây, chị cho em cái đáng yêu đấy. Thì mình phải dùng baby oil. Đấy, cái baby oil này mua ở đâu cũng có mà, nó là của cái gì nhở? Baby Johnson. Hình như không phải, cái của chị là Yasi. Cái của em là gì? Cũng là John Johnson. Hai cái này khác nhau, cái này là của bóc. Khi sau khi cạo xong thì mình sẽ phải dùng nước hoa hồng. Mình thấm lên chỗ đấy. Ok, nước hoa hồng toner. Ừ, xong rồi là mình chắc xịt khoáng à. Skin care. Phải skin care. Nếu không thì chỗ đấy nó sẽ bị thâm và bị khô. Và phương pháp thứ ba. Ôi, cái này nhìn đã thấy đau. Đúng rồi, cái này khủng khiếp lắm. Chị đã dùng một lần rồi. Cái này là mình sẽ bóc ra và ở trong này nó có 20 miếng. Đây là của hãng Beauty Formula này. Cái này là để triệt mép và bikini line, lông chân với cả lông vùng dưới cánh tay, hay còn gọi là lông nách. Nó sẽ lôi lỗ chân lông của mình ra. Nên là phải dần ngược chiều lông nào, thử nào. Ôi, một tay đây, chỉ một lần thôi. Em không có lông tay. Nó không có lông tay mà người thấy chắc phải thử trên mình rồi. Em không có lông tay. Oh my god. Nhưng mà chị quen chịu đau rồi đúng không? Thôi đau, đau tí không sao. Nào, đau tí không thử sao. Đi. Đây. Phải để cho da khô, không được sử dụng dầu và da phải sạch sẽ. Rồi, đấy, em vuốt như thế. Rồi, xong rồi cái này em sẽ phải giật ngược chiều lông mọc nhá. Chiều lông mọc chiều nào? Ai mà chẳng mọc theo chiều này à, em bị đần rồi.
Đây như này nhá. Em phải giật thật mạnh mà. Giật mạnh chứ phải giật từ từ à? Không, nếu em giật từ từ thì làm sao nó bắn ra được. Nó không bắn ra được. Ê. Một. Hai. Chưa. Cổ lại. Phê quá à. Em ơi chị đau quá à. Người nhìn thấy chưa? Thấy rồi đấy. Nói chung là cái này thì mình khuyên mọi người là chỉ nên dùng cho những chỗ khác thôi. Còn để dùng cho vùng bikini thì đừng. Đã có một lần mình thử rồi. Lúc ấy hàng nó mắt chịu. Tự dưng hơi hàng nó mắt chảy ra. Thế chỉ làm một lần, tức là chỉ hết một like, rồi like còn lại chỉ để lại. Có một cái phương pháp nữa, nó cũng giống như thế này, nhưng mà đi spa người ta hãy làm, đấy là bôi cái wax nóng lên. Tức là khi mà đi spa thì đúng rồi, nó gọi là cái sáp nóng, nó sẽ chảy ra, xong rồi người ta sẽ bôi lên da mình như này. Xong người ta cũng chờ nó đông lại một chút, xong người ta giật. Hồi mà chị bầu bắp, và chị cũng đi ra spa, và chị cũng triệt bikini theo cái cách đấy. Hôm đấy chị còn tưởng chị đau rồi, nỗi chị đẻ luôn bé. Cái bạn ấy. Cái chỗ đấy nó phải đau gấp 100 lần cái lông tay luôn ấy. Nó đau lắm vì cái sợi lông ở chỗ đấy nó rất dày. Đúng rồi. Nó còn toạc máu ấy. Ôi kinh quá, chị làm các bạn sợ. Nó kinh ấy, mình không hiểu tại sao có vẫn những cái người phụ nữ vẫn còn đến spa để giật được ấy. Lúc ấy chị khóc luôn nhá. Nó bôi một mảng thế này thôi, xong nó giật. Bảng rất là giật, rất nó sẽ giật nhiều lần đấy mà. Nó giật khoảng tầm chục lần nó mới hết được cái vùng ấy của mình. Nhưng mà chị chỉ làm được khoảng 6 lần, nó mất thế ra chị bảo. Thôi chị ơi, em nghỉ. Thế này thôi cũng được, thế này đẹp thôi chị. Thế này phương pháp thứ 5 đúng không? Cái này chính là cái mà hiện tại mình đang dùng nhiều nhất. Đấy chính là kem tẩy lông. Cái này đúng là nó giống như là, tức là nó không giống những cái phương pháp wax giật ra kia thì nó sẽ lấy hết lỗ chân lông đúng không? Thì lông em phải tầm 1 tuần, 5 ngày 1 tuần em mới mọc lại. Mà nó rất là mềm, nó rất là mịn. Còn cái này giống như kiểu cạo lông ấy, nó sẽ vẫn để lại lông ở dưới lỗ chân lông. Nên là chỉ khoảng 2-3 ngày nó mọc lên bình thường rồi thì mình sẽ phải làm thường xuyên hơn. Nhưng mà nó là một cách an toàn hơn rất là nhiều. Nó không gây đau đớn gì cả. Mà nó cũng nhanh chóng ấy. Nên tốt nhất là hãy sử dụng kem tẩy lông. Mình đã ra Guardian mình tìm thì chỉ có những cái loại này. Theo như nhãn hàng cũng nói là nó có thể tẩy được lông vùng bikini. Thứ nhất là cái này là nổi nhất này. Vít. Vít thì sẽ có hai loại, một là màu hồng và hai là màu xanh da trời. Cái màu xanh da trời này nó sẽ cho da nhạy cảm vì nó có tinh chất ô liu. Của hãng Palmer's, của Beauty Formula. Thử cái này nhá. Bữa hồng. Tắt chọc râu nha. Cái chạm kiểu hoa kiểu hồng. Cánh hoa hồng. Đây là tất cả những phương pháp mà mình có. Tóm lại là bây giờ hai người sẽ tẩy cùng một lúc. Mình sẽ thui vào trong này để nhìn cho nó đỡ bần bần tiện. Rồi bây giờ thì chúng ta mình sẽ dùng kem tẩy lông này. Ai là dầu đâu? Tôi dầu đây. Mệt quá. Đây là thử thách mệt mỏi nhất cái cuộc đời này luôn. Nói chung là tổng kết lại thì là Ly thì bị hói. Nhưng không phải là, chắc chắn không phải do kem tẩy lông Vít. Tại vì là trước đây chị dùng Vít thì nó vẫn đi rất là tốt. Và nó cũng rất là dịu, nó hơi sót một tí thôi. Thế nên là chị nghĩ em là đây sót, là... Em không bị sót. Ủa, chị nghĩ là da em hơi trông. Rồi còn cái kem tẩy lông này rất là đặc biệt luôn. Tất cả những cái mình dùng từ trước đến nay đều bị sót. Thì riêng cái này không bị sót, nhưng mà chắc chính vì thế công dụng nó hơi kém.
thì mình phải để lâu hơn bình thường, nhưng mà mình đã phải bôi lại lần thứ hai thì nó mới đi. Nếu mà mình lựa chọn thì chắc sau này sẽ đổi sang dùng cái này, tại vì là không muốn bị sót đâu, đau lắm. Còn cái trước đây Hana dùng cách đây một tuần là cái Palmer này thì nó sót vãi. Ôi. Xong nó rát mất đúng một ngày. Buốt ơi là buốt ấy. Chắc phải da thì nhạy cảm. Chị đã muốn chốc nhé. Video này đến đây là kết thúc, và đây là một trong những thử thách rất mệt mỏi của cuộc đời của bọn mình. Bọn mình đã rất là dũng cảm mới dám bắt cái video này. Đừng quên like và share video clip này cho Hana, và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube của Hana Giang Anh nếu đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy mình trên YouTube nhá. Nếu lần đầu tiên các bạn xem video này, các bạn cũng đừng sợ bọn mình. Hay kéo xuống xem video khác nữa. Trên đời này thì ai mà chả phải tẩy lông bờ. Đúng rồi. Bờ cân ờ. Hẹn gặp lại mọi người sau. Bye. Okay. You left my heart out.